Đây là hai loại chế phẩm để chiết ghép và kích thích rễ. Cái này là của Mỹ Tiến này. Cái này là để bôi vào vết thương khi mà cắt tỉa cây để cho cây nhanh liền sẹo này. Thế còn đây là chế phẩm để ra rễ N3M. Cái này là 100 g. Theo hướng dẫn là sau khi mà chiết ghép hay là ngâm cái hạt giống để cho nó tiếp sức cho cây trồng nó nhanh và dễ. Đấy. Hôm nay tôi thí điểm sau Tết thì có cái cành đào này. Nếu mà sau Tết có một cành đào họ đã cắt trước Tết và bây giờ tôi sẽ thí điểm tôi sẽ trồng cái cành đào này để xem nó có thể nó ra rễ được không. Bây giờ trước mắt là sẽ cắt vợi cái cành ở bên trên đi. Vợi một số cành ở bên trên để cho nó đỡ đỡ phải nuôi. Đấy, thì nó sẽ đây bóc cái này lấy cho cái chế phẩm này vào trước để cho nó liền liền cái bên trên ạ. Cắt tỉa vợi. Cắt tỉa vợi cái phần cành dòng này đi. Cho cái bây giờ nó làm mới là cái cành thôi thì nó chưa có rễ thì nó sẽ nuôi được cái cây này tốt hơn. Cành nhỏ thì không phải bôi, cành to thì sẽ bôi thuốc. À chế phẩm này nếu mà có tác dụng mà với một cái cành như thế này mà ra được rễ thì phải là tuyệt vời ạ. Rồi bóc cái này ra, quấy đều lên, xong vô vào. Có mùi gì không? Mùi á. Đây, lấy chính cái cây này. Nhưng cái này là thì nó cũng không quấy đều. Theo hướng dẫn là quấy đều nha. Đó bôi. Bôi vào các vết cắt này để cho nó giữ được nữa. Đó, cái này tốn ít lắm. Tốn rất là ít. Thì cây này nó bé. Được không? Đóng nắp vào để bảo quản để dùng lần sau, để chỗ thoáng mát nha. Đóng chắc để cho thoáng mát. Rồi bây giờ đi pha một cái chế phẩm này 20 g 1 lít nước thì đây 100 g. 100 g thì được 5 lít nước thôi. À. Đấy, chỉ pha 1 phần 5 cái này với 1 lít nước để tưới. À, đi pha nhá. Đây tôi lấy nước giếng lên nhé. Các bạn lưu ý là nên lấy nước giếng sạch, không nên lấy nước nước máy nha. Nước máy là nó có clo thì nó sẽ không tốt cho cây. Mà lấy nước là cái nước giếng giếng khoan. Chỗ này đổ khoảng 2 lít rưỡi thì tôi sẽ cho nửa cái này vào. Đấy, nửa cái này. Khoảng 5 g. Cho nửa cái chế phẩm này vào. Đây là có cân này thì mới thấy được. Thôi xuống chừng em một nửa. Anh đặt quay đi. Quay đi.
Gấp vào đây. Gấp vào đây một lát ạ. Gấp vào cái chỗ mình vừa pha này. Sau đấy là mình trồng xuống. Rồi, mang ra đây trồng. Đây, được rồi. Bây giờ là tôi sẽ trồng xuống đây. Trồng cái cây này xuống đây. Trồng cây xong rồi tưới chế phẩm vàng. Cái cây này, cái cành dâm này là phải định vị nó thật chắc. Không thì nếu gió mà nó lung lay thì cái sự ra rễ của nó sẽ không thể phát triển được. Xong chồng tôi sẽ đóng một cái cọc. Rồi. Bây giờ tưới nước. Tưới nước xong bắt đầu mới gạch tắt. Tưới đấm nước à? Chắc không ạ? À? Chắc chắc cái phần đất. Cái này phải theo dõi độ 3 tháng, nếu mà nó có lên được rễ thì mới phát hiện ra các bạn ạ. Bởi vì quá trình phát triển của cây là nó phải có một cái thời gian. Hôm nay là sau Tết thì theo dõi sau 3 tháng nữa, nếu như là những cái lọc này nó phát triển tốt. Đấy, đâm chồi nảy lọc thì lúc đấy mới xác định được là nó có hiệu quả và có ra rễ được hay không thì lúc đấy mới biết được. Các bạn ạ. Phải từ 3 tháng là ra. Còn lại cái này tôi tưới cho cái sim này. Cái sim này trồng ở trong này. Tưới một ít cho cái sim cho nó lên nó tốt. Tưới cho cái sim với cái quất. Đây là tưới cho cái cây cái quất này, cái quất mùa Tết này. Tưới cho cái cây này xem cái hiệu quả của nó xanh tốt chưa nào.
Sau khi sử dụng cái chế phẩm này ấy, theo đúng cái hướng dẫn tham khảo ở trên trên mạng, trên YouTuber người ta làm rất là hiệu quả. Hôm nay tôi thí điểm làm, và hôm nay thì là mùng 4 Tết. Sau 3-4 tháng nữa thì nó có hiệu quả hay không hiệu quả thì tôi sẽ ghi lại để chia sẻ cùng các bạn. Đấy, lúc đấy là báo cáo cái kết quả và sẽ ghi lại một đoạn video nữa để chia sẻ cùng các bạn là xem cái này nó có hiệu quả được đối với một cái cành đào đã cắm Tết, đã làm như thế hay không. Đấy. Nếu mà hiệu quả được thì thật là tuyệt vời. Rồi, được rồi, video hôm nay thì mình chỉ làm là đến đây là hết một cái quy trình dâm cành cho một cái cành đào. Chào các bạn nhé. Các bạn xem thấy thú vị thì đăng ký và chia sẻ kênh của mình nhé. Đấy, cây đào hoa, cái cành đào rất nhỏ nhỏ thôi nhưng mà đẹp. Ong đã đến đấy, kia là một con ong hút mật. Ong thấy hoa. Một con ong tìm mật, thấy hoa đẹp mà đến. Bay đến. Đấy.